1. Nhiều xáo trộn doanh số phân khúc SUV dưới 1 tỷ Trong tháng 4, 3 phân khúc SUV crossover cỡ A, B và C đều có những sự thay đổi đáng chú ý về doanh số. Thậm chí, phân khúc xe cỡ C còn có vua doanh số mới là Honda CRV. Trong khi đó, phân khúc nhỏ hơn chứng kiến sự lên ngôi của Hyundai Creta nhưng mẫu xe anh em là Kona lại thụt lùi xếp ở vị trí cuối bảng. Kia sâu cũng bứt tốc trong tháng 4. Ở phân khúc SUV crossover cỡ C, lần đầu tiên CRV vươn lên vị trí đầu bảng trong năm nay với 2093 xe bán ra, bỏ lại đối thủ CX5 ở phía sau với chỉ 1843 xe. Tucson vẫn xếp ở vị trí cuối cùng sau Outlander, mặc dù tháng đầu năm 2022 xếp ở vị trí số 1 trên cả CRV và CX5. Đàn em của Tucson là Kona cũng có sự thụt lùi về doanh số trong tháng 4 với chỉ 70 xe bán ra, thấp kỷ lục và đứng ở cuối bảng xếp hạng doanh số phân khúc. Ngược lại, ở phân khúc cỡ B này, một mẫu xe Hyundai khác lại bứt lên là Creta với 1.054 xe bán ra, đứng ở vị trí thứ hai sau xe Tốt bán 1.472 xe. Nếu gộp cả Corolla Cross cỡ B vào phân khúc này thì đây mới là xe bán chạy nhất với 2.299 xe bán ra. Phân khúc SUV crossover nhỏ nhất có sự góp mặt của Rise và Sonet. Tháng 4 vừa qua chứng kiến sự lội ngược dòng của Sonet với doanh số 945 xe, cao hơn hẳn so với 630 xe của Rise. 2. 4 SUV mới dưới 1 tỷ đồng sắp ra mắt. Các phân khúc SUV crossover cỡ B và C trong thời gian tới sẽ còn sôi động hơn nữa khi có sự góp mặt của 4 mẫu xe mới sắp mở bán là Nissan Kicks, Honda HR-V mới, Ford Territory và Kia Sportage mới. Theo dự kiến, những mẫu xe này sẽ có mặt tại Việt Nam trong quý 2 và quý 3 năm nay. Territory và Sorter là hai mẫu xe cỡ C, trong đó, Territory là cái tên hoàn toàn mới sẽ được Ford đưa về Việt Nam. Theo thông tin từ đại lý, mẫu xe này được nhập khẩu từ Trung Quốc trong thời gian đầu. Territory chính là mẫu xe sẽ thay thế cho Escape từng được lên kế hoạch bán ra trong nước. Mẫu sắp bán tại Việt Nam được phía đại lý cho biết là thế hệ mới nhất trên thị trường, được đổi tên từ mẫu Equator Sport tại Trung Quốc. Sauter lần này quay trở lại sau một thời gian dài vắng bóng, để chống phân khúc xe gầm cao cỡ C của thương hiệu kia. Mẫu xe này được lắp ráp ngay tại Việt Nam. Xe lột xác hoàn toàn về thiết kế và trang bị so với thế hệ cũ. Kicks và HRV nằm ở phân khúc cỡ B. Kicks sẽ là mẫu xe hoàn toàn mới trong phân khúc này, nhiều khả năng được nhập khẩu. Xe có thiết kế lạ mắt trong phân khúc, sẽ dùng động cơ hybrid ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ có nhiều trang bị an toàn cao cấp so với các đối thủ đang bán trên thị trường như cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, hỗ trợ giữ làn đường. HRV sắp bán là thế hệ mới, vẫn được tiếp tục nhập từ Thái Lan. Mẫu xe này có thay đổi lớn về thiết kế và trang bị, đặc biệt là gói an toàn Honda Sensing như đàn anh CR-V. Ở đời mới, xe sẽ có thêm phiên bản Rs thể thao, xe cộ, XXX.